Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Từ đạp xe đến điểm khám từ sớm, ông Lê Phước Viễn, 85 tuổi cho biết, do cao tuổi, mắt mờ, không có điều kiện thăm khám sức khỏe thường xuyên nên ông rất lo lắng. Nay được thăm khám tận tình và cấp thuốc, ông yên tâm hơn về sức khỏe. À, bên bệnh viện Xuyên Á đó, tụi qua bên đây mà khám cho những người bệnh nhân người lớn tuổi á mà miễn phí không có lấy tiền, thấy đó là danh dự nhất của mấy người cao tuổi như tôi. Qua tầm soát cũng phát hiện nhiều trường hợp mắc các bệnh lý gây giảm thị lực cùng nhiều bệnh lý khác như mộng thịt, đục bao sau, tật khúc xạ, glaucoma hoặc bệnh lý võng mạc đái tháo đường và tăng huyết áp. Đây là một trong những cái chương trình mà nâng cao sức khỏe cộng đồng cho người dân, đặc biệt đó là người cao tuổi. Thì hôm nay bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long nó có tổ chức khám tầm soát bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về tổng quát và bệnh lý về mắt cho người cao tuổi. Bệnh viện Xuyên Á về để khám bệnh từ thiện đối với địa phương xã. Đây là một cái điều kiện rất mừng của địa phương và đồng thời cũng bà con nông dân cũng rất là mừng để đảm bảo về sức khỏe của người dân ở địa phương của chúng tôi. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng tại những địa phương khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để nâng cao sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi.